Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn update BIOS cho main MSI. Cho main MSI lên phiên bản mới nhất. Như các bạn đã thấy, thì đầu tiên các bạn sẽ tải cái phiên bản BIOS mới nhất ở trên cái trang chủ MSI. Đây là cái trang chủ MSI. Chói quá các bạn không thấy được. Đây là cái trang chủ của nó. Đó, đây là cái trang chủ của nó các bạn. Sẽ thấy là cái trang chủ của nó là Battery Mainboard Support H61MB31G3 ha. Mình đang cần BIOS cho cái loại main này. Thì ở trên đây nó có rất nhiều phiên bản, các bạn chọn cái hàng trên cùng và tải cái phiên bản mới nhất là bản 2.7 ha. Rồi, ok. Thì sau khi các bạn tải về thì các bạn sẽ giải nén ra và copy nó vào một cái USB. Và đây là cái file mình đã giải nén ra ha. Các bạn lưu ý, các bạn là đây là cái file mình giải nén ra là file 7788v27. Rồi, các bạn giải nén ra sẽ được cái file này. Và các bạn bấm vào nữa và các bạn copy tất cả ba file này. Copy. Và các bạn chọn cái USB và các bạn paste nó ha. Tuy nhiên ở đây mình đã làm sẵn rồi ha, cho nên mình không cần làm nữa. Rồi, sau đó các bạn rút cái USB ra. Bây giờ mình sẽ nói đến cái nguyên nhân, lý do tại sao mà chúng ta cần phải up cái BIOS cho cái main H61MSI G3 này. Thì như các bạn thấy, hiện tại mình đang làm cho một cái phòng game đang chạy cái main này, nhưng mà bị một số máy thì nó chạy cái version BIOS 3.0 và cái version, nói chung là từ cái version 2.4 trở lên á, thì nó lại khi mà cắm Vega vào á thì nó lại không bị lỗi ha. Nhưng mà đối với cái version từ 2.3 trở xuống á thì khi cắm Vega vào thì nó sẽ lỗi, là nó lỗi, nó là như vậy ha. Mình sẽ cho các bạn thấy rõ cái lỗi của nó luôn. Đó, cái lỗi của nó vậy ha. Ở đây nó có một cái chữ B, ở đây nó có một cái dấu nháy và nó cứ nháy hoài, nháy liên tục như mãi và mãi mãi luôn. Nó đã không có vào được ha. Thì đây chính là nguyên nhân các bạn cần phải up cái BIOS lên phiên bản mới nhất. Và mình cũng cho các bạn thấy rõ luôn. Thì trong cái main này mình đang gắn cái dịp có đèn không, soi dùm cái đèn dịp. Bấm điện thoại lên. Như các bạn thấy thì cái main này mình đã gắn một cái Vega và nó bị hiện tượng lỗi như vậy ha. Đó, nhưng mà thấy mình đã gắn cái Vega ha. Bây giờ mình sẽ tháo cái Vega ra thì nó sẽ không có lỗi như vậy nữa và nó sẽ vào BIOS, nó sẽ vào luôn cái màn hình BIOS ha. Bây giờ mình sẽ tháo, tắt máy, rút dây nguồn ra. Mình sẽ tháo cái Vega này cho các bạn coi.
Rồi, đây là cái vega mình sẽ tháo ra. Mình sẽ ghim nguồn lại, mình sẽ mở lên. Rồi, bây giờ mình sẽ mở lên thì nó sẽ không có còn cái bị hiện tượng đó nữa, mà nó sẽ vào và sẽ boot luôn Win rất là ok. Chết mẹ, chưa có cắm gì về kìa. Rồi gì? Về kìa. Rồi, ha, các bạn thấy không? Nó sẽ vào được cái BIOS liền và nó không bị hiện tượng như lúc trên nữa. Rồi, bây giờ là cái bước mình sẽ chỉ cho các bạn up BIOS. Thì đây là cái USB hồi nãy mình đã chép cái sụt BIOS 2.7 vào rồi ha. Rồi, cắm vào cái cổng USB. Má làm khó khăn quá. Rồi, mình đã cắm cái USB vào. Bây giờ các bạn reset máy lại và bấm phím đeo để vào BIOS. Tắt đèn hay không cần đèn nữa. Để vào BIOS và các bạn để ý ha. Như nãy mình nói là cái phiên bản 2.3 trở xuống thì nó sẽ bị lỗi không nhận Vega ha, là nó sẽ bị lỗi như cái lúc hồi nãy. Rồi, bây giờ các bạn sẽ chỉnh vào MLAT. Và các bạn chọn cái phần BIOS Boot Function và các bạn chọn Enable. Tiếp theo các bạn chọn Select One File to Update BIOS và các bạn chọn. Cái đây là cái USB của mình đã chứa cái phiên bản BIOS và các bạn bấm Enter. Và đây là cái phiên bản BIOS mình cần up lên và các bạn bấm Enter. Và như vậy thì quá trình lát BIOS đang chạy ha, các bạn đợi nó ha, đợi chừng vài phút thôi, các bạn sẽ thấy được kết quả như ý muốn liền. Come on baby, come on, come on. Việc up BIOS này diễn ra rất là nhanh thôi ha. Mình chỉ thấy lỗi nó từ phiên bản 2.3 trở xuống thôi, còn phiên bản 2.4 thì nó rất là bình thường. Cắm cạc Vega rồi thì vẫn nhận bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Thì bây giờ nó đã tự reset máy lại rồi ha, các bạn để cho nó tự reset luôn, không cần làm gì cả. Sau khi thì nó up xong rồi thì mình sẽ vào. Các bạn đợi cho nó reset đi, đừng có làm gì nữa. Mọi việc cứ để cho nó auto bất tích. Rồi ha. Bây giờ thì các bạn chỉ cần bấm nút reset. Rồi các bạn bấm nút reset lại. Và reset lại rồi các bạn bấm đeo. Và các bạn kiểm tra kết quả. Như vậy mình đã up BIOS thành công và nó từ phiên bản 2.3 và nó lên 2.7 đã xong. Bây giờ mình sẽ tắt máy đi. Mình sẽ gắn cái Vega rời vào để kiểm tra xem cái tình trạng không nhận Vega hồi nãy và bị lỗi như lúc nãy có lặp lại hay không nhé. Dịp rồi đây, dịp rồi lần nữa dịp. Rồi, tháo nguồn ra. Đợi các bạn đợi mình xíu, mình sẽ cắm cái Vega này vào và test cho các bạn thấy kết quả luôn. Kết quả nó còn rực rỡ. Làm một tay khó quá. Cắm. Đâu mất mẹ nữa. Đục. Hơi bị khó khăn cho.
Rồi mình rút cái USB luôn, không cần USB là con mẹ hết. Rồi đây là cái Vega mình đã gắn vào ha, bây giờ mình sẽ cắm nguồn vào thử cho các bạn coi luôn, coi thử nó có bị lỗi giống hồi nãy không nha. Rồi bấm nút power kịch. Come on, come on. Đấy, các bạn thấy nó hiện chữ BMT rất là đẹp. Như các bạn thấy thì nó đã lên phiên bản 2.7 rồi. Và cái bệnh hồi nãy thì mình không thấy nữa ha. Như vậy mình đã up chỉ cho các bạn up BS thành công và fix cái lỗi là không nhận Vega. Và khi cắm Vega vào thì nó sẽ hiện, nó sẽ bị lỗi như hồi nãy mình đã chỉ cho các bạn. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Video này được hiện bởi forum kỹ thuật viên.info. Rồi cảm ơn các bạn.